Chào mừng các bạn đã đến tới kênh YouTube của Vinly. Mình là Vin và hôm nay mình có profit là khoảng 2.400 với PTE với lại HIGL. Thứ nhất, PTE mới sáng sớm cho nên là mình không có đánh mạnh nha các bạn. Mình chỉ đánh nhẹ nhẹ để kiểm tra thị trường và kiểm tra khả năng của mình thôi. Ngàn share PTE này đó, mình mua một đồng 63 bán một đồng 64, mình chỉ lời rất là nhẹ thôi so với lại mức lời trung bình của mình 9 đô la, chỉ có 9 đô la thôi các bạn. Tại vì lần trước mình có nói chuyện với ba mình đó, ba mình khuyên mình một câu là con ơi con đừng có chơi chứng khoán nữa nha con, chơi chứng khoán là có ngày sẽ không có tiền mà ăn cháo. Mình nhớ mãi cái lời dạy này của ba mình đó. Thành ra mỗi sáng sớm mình chịu cố gắng kiếm được 9 đồng đủ tiền mua tộc tô cháo. HGLI đó các bạn, cái trade trước đó mình chỉ ăn 500 đô thôi. Sau khi mình ăn 500 đô ở giá 26 đồng 59 sen đó thì nó giọt lên tới 80 đồng. Tức là nếu mà mình kiên nhẫn và có gan đợi đó, mình có thể ăn tới khoảng 5.000 đô thay vì 500 đô. Cho nên rút kinh nghiệm cái trade này đó, mình mua dẫn 100 share với giá 33 đô, nhưng mà mình kéo stop loss lên, mình không dội, mình kéo stop loss từ từ
và kéo stop loss xa, cho nên mình ăn được tới 51 đồng 75 sen, tức là 1.800 đô, gần hết một cái trend của nó. Ba mình dạy xong thì má mình cũng có dạy. Má mình dạy là đó: "Con ơi con, đừng có chơi chứng khoán nữa nha con. Chơi chứng khoán riết rồi không còn cái quần mà bận đó con." Mình nhớ mãi cái lời dạy này của má mình. Cho nên cái trade này đó của ngày hôm nay đó, mình cố gắng để kiếm được đủ tiền mua một cái quần. Chỉ một cái quần thôi mấy bạn. Nhưng mà không ngờ tổ đại, tổ cho mình tới 1.800 đô, đủ để mua tiền mua 10 cái quần lận mấy bạn. Quần xịn đó nha, chứ quần dởm là chỉ có 10 đô, 50 đô một cái thôi, chứ không phải là trăm mấy đô.